Điều gì khiến các ngọt phim Nhật mong chờ vào cuối tháng 9 này? Đấy chính là ra rạp xem những bộ phim Nhật hấp dẫn. Bên cạnh Japan Hour thì còn có một tác phẩm đến từ nhà phát hành CGV. Vào ngày 25 tháng 9, Shijinso no Sachujin sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc với tựa Dinh thự sát sóng. Ngay khi trailer Việt sub được tung ra, fan phim Nhật đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Còn những người ít quan tâm đến phim Nhật thì bảo rằng phim kinh dị gì mà không đáng sợ, lại còn có vẻ hài hài thế kia. Cùng review cho vui tìm hiểu xem Dinh thự sát sóng là bộ phim như thế nào nha. Quay ngược thời gian vào năm 2017, nhà văn Imamura Masahiro đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Shijinso no Sachujin, tựa tiếng Anh là Murder at Shijinso, tạm dịch là Sát nhân ở Shijinso. Đây là cuốn tiểu thuyết có đề tài trinh thám, điều quan trọng phải nhắc lại 3,14 lần, chứ không phải là kinh dị nha mọi người. Nói về Imamura Masahiro Sensei, thì anh sinh năm 1985, vốn tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành chăm sóc sức khỏe. Anh vừa làm bác sĩ X-quang vừa viết tiểu thuyết. Sugoi na! Đến năm 29 tuổi thì anh nghỉ việc ở bệnh viện để chuyên tâm vào nghiệp viết lách. Trời không phụ lòng người, vào năm 2017, anh giành được giải thưởng Ayukawa Tetsuya lần thứ 27 với tiểu thuyết trinh thám Shijinso no Sachujin. Tác phẩm nhận được đánh giá tích cực từ các mọt sách và đạt hạng nhất nhiều bảng xếp hạng danh giá kể cả năm 2017 lẫn 2018. Điều đặc biệt là đây là tác phẩm đầu tiên của anh được xuất bản, và đến năm 2019 thì tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim điện ảnh. Vậy cái tựa Sát nhân ở Shijinso thì Shijinso là cái gì? À, đó là tên của một biệt trang kiểu Nhật. Nói nôm na thì là một dinh thự bao quanh bởi thiên nhiên. Và chữ Shijinso trong tên của dinh thự này không phải là Shijinso trong tựa phim, mà chỉ là một từ đồng âm. Còn chữ Shijinso trong tựa phim có nghĩa là dinh thự xác chết. Đây là cách chơi chữ của tác giả. Và review cho vui nghĩ rằng CGV đặt tựa là dinh thự xác sống, vừa gần với tựa phim vừa bám sát nội dung của phim luôn. Vậy điều gì đã làm nên thành công của tiểu thuyết Shijinso no Sachujin? Đó chính là ý tưởng độc đáo về một nhóm thám tử vừa phải điều tra án vừa phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của zombie. Câu chuyện bắt đầu khi hai anh chàng sinh viên mê phá án của một câu lạc bộ học đường chỉ có đúng hai thành viên quèn, kết hợp cùng một nữ sinh viên xinh đẹp và đồng thời cũng là một thám tử tư tham gia vào một trại hè. Họ trọ lại dinh thự Shijinso và sau đó thì có án mạng xảy ra, rồi còn có cả zombie trực chờ cắn họ nữa. Ai sẽ là người bị zombie tiêu diệt? Ai sẽ là người bị nhân vật bí ẩn sát hại? Thủ phạm có phải là một trong 15 người bọn họ không? Và liệu có sự thay đổi nào so với nguyên tác hay không? Cái này thì bạn phải ra rạp xem phim mới biết à nha. Nhìn poster thì bạn nếu là fan phim Nhật, ắt hẳn sẽ thấy mời gọi lắm đúng không? Nào là Kamiki Ryunosuke, Hamabe Minami, Nakamura Tomoya, rồi còn có Hayama Sono, Yamada Anna, Furukawa Yuki nữa chứ. Giờ mình nói về hai diễn viên quan trọng nhất trong phim đi. Kamiki Ryunosuke và Hamabe Minami thật sự đã tung hứng rất nhịp nhàng và mang đến cho khán giả những tiếng cười thú vị. Nam chính Kamiki là cái tên quen thuộc rồi. Anh đóng phim từ hồi nhỏ xíu xìu xiu, vai diễn nào cũng không thể làm khó được anh. Đã vậy còn đảm nhận lồng tiếng cho những siêu phẩm hoạt hình như là Vùng đất linh hồn, Lâu đài bay của Pháp sư Hao, Doraemon, Tên của bạn là gì, Mary và đóa hoa phù thủy, vân vân và may may. Còn giải thưởng về diễn xuất của Kamiki thì nhiều đến không kể xiết. Trong dinh thự sát sóng, anh thủ vai Hamura Yuzuru, một thám tử sinh viên mê truyện trinh thám, nhưng tài năng thì phải hạ hồi phân giải. Đây là vai diễn đối nghịch hoàn toàn với Kiêu tài giỏi trong Học viện Thám tử Kiêu live action năm nào. Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt của hai nhân vật, cũng như kinh nghiệm diễn xuất mà Kamiki tích lũy được qua tác phẩm mới này. Còn Hamabe Minami thì sao? Xuất phát điểm là gương mặt triển vọng của làng điện ảnh, Hamabe Minami đã tham gia một loạt live action như là Đóa hoa ngày ấy, Tớ muốn ăn tụy của cậu, Saki Kakegurui, và một phim đang chiếu là Watashitachi wa Dokashiteiru, cũng là một live action.
thú thật là review cho vui, lỡ sụp hố phim này mất rồi. Đa phần các tác phẩm của Hamabe tham gia đều là phim chuyển thể, không phải là truyện tranh thì cũng là tiểu thuyết. Và Dinh thự sát sống cũng là một trong những trường hợp như thế. Đặc biệt, trong phim này, bạn sẽ thấy Hamabe mặc những chiếc đầm xinh vô đối luôn. Khác với những diễn viên phải chịu áp lực khi bị so sánh với nhân vật trong nguyên tác, Hamabe luôn nhận được sự khen ngợi của khán giả bởi tài năng nhập vai sống động và thổi một luồng sức sống mới cho nhân vật của mình. Bạn hỏi review cho vui là có nên ra rạp xem phim không á hả? Nếu bạn không mong chờ những chi tiết rùng rợn, hoặc bạn thích xem phim trinh thám học đường nhẹ nhàng, vui vẻ, thì nên đi coi đó. Chẳng mấy khi mà phim Nhật được chiếu ở Việt Nam, bạn sẽ được nhìn ngắm dàn trai xinh gái đẹp trên màn hình to bự, máy lạnh phà phà, đắm chìm trong những ca khúc nhạc rock sôi động, rồi giọng hát của Perfume ở cuối phim nữa chứ. Dinh thự sát sống sẽ ra rạp vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, nhớ nhanh!